Lên Lộc xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả, các bậc phụ huynh và đặc biệt là các bạn nhỏ. Chúng ta đang cùng có mặt tại chương trình Mẹ Đảm Bếp Đỉnh. Ngày hôm nay món ăn của ai được bình chọn là món ăn ngon nhất thì sẽ được một phần thưởng là một chiếc tạp dề bằng vàng. Vị đầu bếp cũng như là bậc phụ huynh của chúng ta phải trải qua những giây phút so tài căng thẳng, sau đó là hồi hộp chờ đợi kết quả xem món ăn nào được bình chọn là món ăn ngon nhất. Và liệu rằng món ăn được bình chọn ngon nhất có phải là món ăn do chính tay mẹ của mình nấu hay không? Bây giờ thì hãy cùng chào đón các bạn nhỏ ngày hôm nay. Sùng quá. Dạ con chào cô Lê Lộc, con chào các vị khán giả. Thay mặt cho đội xúc xích phô mai, con sẽ thử giới thiệu. Con tên là Tâm Đai, năm nay con 9 tuổi. Wow. Còn con tên là Nguyễn Khâu, năm nay con 10 tuổi rồi. Con tên là Minh Anh, năm nay con 8 tuổi. Hãy vô 1, 2, 3 xúc xích phô mai. Trời ơi, nghe thấy dễ thương. Bây giờ cả nhà mình vào ghế ngồi đi, mình trò chuyện tiếp nè. Rồi, xin mời ba bạn. Ngọt ngọt thì mình nêm đường anh. Dạ đúng rồi, mặn mặn cho miếng muối. Đúng rồi, đó, dễ ẹt luôn. Em đảm bảo em làm trong 3 giây. 3 giây 2 3 3 Đúng suy nghĩ luôn. Trung bình, trung bình 6 điểm 6 điểm món sườn. Dạ 10 điểm. Dạ 10 điểm. Chương trình của mình sẽ thiên về ẩm thực. Không biết là cái sở thích ăn uống của ba bạn như thế nào? Sở thích của con là mặn mặn, ngọt ngọt và chua. Chua thì the the á cô. Chua mà phải the the nữa hả? Không mà là chua. Chua là chua với lại the the là hai cái khác nhau. À, mặn, ngọt, chua mà phải the the nữa. Hợp vị con là đằng đẳng, chua chua, mặn mặn, đắng luôn. Ủa đắng luôn hả? Dạ, dạ. Đắng. Thường mình ăn món nào nó đắng vậy? Dạ, củ hoa sao chín. Củ hoa. Ủa vậy đó hả? Giỏi quá vậy. Ăn được củ hoa là hay lắm luôn á. Còn bạn Nam thì sao nè? Dạ, con là hảo ngọt rồi. Hảo ngọt rồi, hảo ngọt rồi. Làm món nào mà con thích phải đồ sống. Trời ơi, đồ sống vậy là sashimi với cá hồi nè. À đúng rồi, sashimi. Sushi, fan sushi đúng không? Sushi, sushi. Trời ơi, chết rồi, tôi lo cho phụ huynh hay là đầu bếp của chúng ta ngày hôm nay quá. Tại vì ba vị khách ngày hôm nay có ba cái khẩu vị ăn khác nhau luôn. Hay cha. Nhưng mà ngày hôm nay phụ huynh của bạn nào tham gia so tài? Dạ con. Ngày hôm nay mình sẽ chọn nguyên liệu gì để mẹ có thể nấu món đó thật là tốt? Dạ xà chua ngọt. Dạ xin xà chua ngọt nè, hai lá sushi. Dạ đúng rồi. À vậy hả? Vậy là thường ở nhà mẹ cái mẹ nấu cái món sườn xào chua ngọt ngon lắm đúng không? Vừa chua chua hợp khẩu vị con lắm cô. Chà, bây giờ rất là tò mò, không biết nguyên liệu ngày hôm nay của chương trình Mẹ Đảm Bếp Đỉnh là gì đây? Ở đây. Đúng rồi, chỉ có hai cái thôi nhưng được chọn một món. Chính xác, ba bạn phải hội ý với nhau chọn một trong hai nguyên liệu này thôi. Thôi giờ chọn một xanh cho nó hoang hoang nhưng khoảng chừng 2 giây. Chọn một xanh. Bây giờ thích màu đỏ rồi. Rồi sắp xanh nha con. Chưa 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 chưa. Chắc chắn chưa, chắc chắn chưa. Khoan từ từ. Ba bạn đồng lòng chưa? Khoan xí nha, bây giờ màu đỏ là màu đỏ đây là nó hơi xui xui. Đúng không? Bây giờ màu xanh nó màu đỏ nó nóng nực lắm mà. Khoan gì, nếu màu đỏ là món thịt, đây là hải sản. Hải sản đi. Nếu như mà ba bạn dự đoán đây có thể là hải sản thì mẹ bạn nữ có làm món nào ngon về hải sản chưa? Dạ mẹ làm tôm sống sốt. Dạ đúng rồi. Mẹ có làm thêm tôm sống mà nhúng với chanh xong cái chuột chấm với wasabi á cô. Phê món nó cái tôm sống. Trời ơi, sao ba bạn quẹt với chanh xong cái chấm với chili. Trời ơi giỏi quá mà. Ba bạn còn rất là nhỏ mà thích ăn đồ sống và ăn đúng đồ sống luôn. Thôi bây giờ mình quyết định chưa, mình sẽ chọn nguyên liệu bên nào đây? Dạ mời Phan. Phan xong rồi. 2 3 Đúng suy nghĩ luôn. Ba bạn nghĩ là mẹ bạn mít nè sẽ làm món gì? Dạ sơn sa chua ngọt. Sơn sa chua ngọt. Vậy hả? Có món nào khác không? Món gì ta? Sơn sa chua ngọt. Con không biết nhưng mà con vẫn thích sơn sa chua ngọt nhất. Đúng rồi đó hả? Thôi cũng thích sơn sa chua ngọt luôn. Đúng rồi. Bên anh cũng thích sơn sa chua ngọt luôn. Hảo ngọt.
hy vọng là ngày hôm nay sẽ có hai món sườn xào chua ngọt xuất sắc nhất cho cả ba bạn luôn, đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi bây giờ mình sẽ được thư giãn, mình được chơi thoải mái một chút xíu, rồi mình sẽ quay trở lại mình thưởng thức món sườn xào chua ngọt nha. Dạ. Rồi gặp lại nha. Dạ. Rồi. Xin được chào đón mẹ Linh đến với chương trình Mẹ Đảm Bếp Đỉnh. Dạ, xin mời chị. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào mọi người ạ. Em tên là Diệu Linh, 34 tuổi. Nãy ngồi ở đây không biết chị có nghe không? Là bé Mít á, khen chị rất là nhiều. Em nấu ăn giỏi lắm. Thì không vậy? Thiệt. Ủa, cực kỳ giỏi nha mọi người. Nhà em á là khi mà đi về đón con về cái cho con tắm rửa xong bay vô tủ lạnh có gì nấu đó. Mà nấu theo kiểu mà ông bà mách bảo á. Hôm nay ông bà nói là ăn thịt nha con. Đó là ăn thịt. Con đoán là món của chú đầu bếp sẽ vừa đẹp vừa ngon. Nhưng mà con chưa chắc là chú đầu bếp sẽ làm hợp khẩu vị. Nên là con sẽ vẫn chọn món nào hợp khẩu vị dù con không biết. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón anh đầu bếp ngày hôm nay nha. Xin mời đầu bếp Alan Nghĩa. Chào em. Xin chào anh Nghĩa. Chào chị. Em đến với chương trình với một tâm thế như thế nào ạ? Hiện tại là anh cũng đang rất là háo hức, rồi nó cũng dữ dội rần đó em. Nói nhỏ cho anh nghe nè, mẹ bên đây nói mẹ yếu. Thôi, gì khi tâm bị trang em ơi, chắc tin nè, chắc tôi tin nè. Phải không? Không, thật sự ra làm gì làm có những cái mà thần linh mình không có nói được. Thần linh mách bảo nhưng mà thần linh mới bảo đúng thì không chừng. Vậy đó hả? Nên em đừng có tin em ơi. Nhưng mà để hỏi lại một cái cho chắc chắn nè, chị có biết được cái khẩu vị ăn của bé nhà mình không? Thật ra mặc dù em là người Bắc nhưng mà bé thì được sanh ra và sống ở trong Nam. Mà bé nhà em thì cực kỳ dễ ăn. Dễ ăn thôi nha anh, nhưng mà ăn chậm nha. Lâu lâu mà ví dụ bố mẹ không để ý thì có thể ăn đến chiều. Thôi nghĩa là tiết kiệm tiền á chị. Ăn luôn hai bữa trong ngày. Ôi thiệt hả chị? Trời ơi. Rồi bây giờ không để cho hai anh chị phải chờ đợi lâu nữa, em cũng xin bật mí cái nguyên liệu mà ba bé chọn ngày hôm nay luôn. Đó chính là đó là sườn. Hai anh chị có suy nghĩ là mình sẽ làm món ăn gì chưa? Chua chua thì chắc cho cà chua vô. Ngọt ngọt thì mình nêm đường anh. Dạ đúng rồi, mặn mặn cho miếng muối. Đúng rồi, đó dễ ẹt luôn. Em đảm bảo em làm trong 3 giây. 3 giây. Ba giây thôi nha. Chưa, anh chỉ chưa, có 3 giây đó, 3 giây đó. Cho tổng thêm 30 phút đúng rồi đó. Vậy thì bây giờ hai anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Rồi, em xin mời hai anh chị vào bếp. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Mẹ Đảm Bếp Đỉnh. Và anh chị sẽ có 30 phút để thực hiện món ăn của mình. 30 phút bắt đầu. Rồi, vô. Rồi lúc này là hàng sớm thôi nha, chứ không có thân thiết gì đâu. Chị Linh ơi, với cái nguyên liệu mà bé đã chọn thì chị dự định sẽ nấu món gì ạ? Em nấu một cái món thật là phức tạp thôi chị. Phức tạp luôn? Dạ đúng rồi, phải phức tạp thật là nhiều, mình đi thi mà. Cái tên mình là tên gì chị? Em nghĩ là để khi nào em nấu xong á, ăn thử xem nó sao rồi đọc. Đọc tên. À thì ra là món quê Thái Bình đúng không? Còn anh Nghĩa thì sao ạ? Anh Nghĩa sẽ dự định nấu món gì đây? Anh thì chắc sườn non hầm với lại đậu, ăn kèm với lại bánh mì. Ồ, nó giống lagu đúng không anh? Đúng luôn, rất gần giống vậy đó. Ồ. Đa số thì thịt thì chúng ta thấy là cung cấp về protein là nhiều. Dạ đúng rồi. Với lại chất sắt, kali, rồi một số chất béo. Dạ. Vitamin gì đó, trong rau cải có vitamin, đậu thì nó sẽ có nhiều cái khoáng chất. Dạ. Anh, thật ra em biết là mình đang thi, nhưng mà do em ở nhà may vá không à? Em không biết xài cái này. Trời không, anh nãy giờ ơi. Anh cũng vất vả trăm bề đó em.
rồi, rồi. Em đang muốn tăng giảm rồi, dạ. Đây. Đó, em cảm ơn anh. Hình như chị có vé lộn giấm. Đúng rồi. Chứ em nghe có mùi giấm, chị muốn vé dầu ăn đúng không? Đúng rồi em. Dạ, dầu ăn là cái chai này đúng là người phụ nữ may giá rồi thưa quý vị. Không sao, không có em nói nữa. Em nói với mọi người rồi, em rất là đảm đang. Dạ. Em đảm đang lắm. Nên là chị cứ yên tâm đi. Nói chung là mặc dù là mẹ nhưng mà em nghĩ là mình cũng phải học. Và chính bản thân em mới là người học con đó chị. Chứ không có phải là em dạy con. Con nít thì mỗi bé nó sẽ có một cái tính cách riêng á. Dạ. Bé nhà em biếng ăn quá mà tức quá nhiều khi muốn đánh nó lắm. Mình giống như kiểu phải kiềm chế. Dạ. Con mình à, là con mình nha. Kiểu vậy đó. Cho nên là cái đợt mà em không nhớ là em học một cái phương pháp dạy con giống như của người nước ngoài á. Dạ. Là nếu mà ba mẹ yêu cầu mà con mà cảm thấy là con không thích là ok, con không thích đúng không, là cất đi luôn. Dạ. Em mới nói bây giờ mít không ăn đúng không? Dạ. Không ăn. Bây giờ mẹ cho con, bây giờ con ăn trong vòng là nửa tiếng chẳng hạn. Dạ. Nửa tiếng 30 phút đi. Con có ăn không? Nếu mà con không ăn là mẹ cất đi. Và nó không ăn thì là nhịn luôn bữa đó. Nhịn sang bữa tối. Nhịn sang bữa hôm sau luôn. Tức là bữa trưa hôm sau luôn. Trời vậy đó hả? Có nghĩa là nó gần 24 tiếng luôn đó anh. Đến tối thì em mới hỏi là thế bây giờ đã chịu ăn chưa? Dạ. Thì nó nói là ok, chịu rồi đó, con xin lỗi mẹ đấy, này nọ. Trời ơi, nói nghe ngọt ngào lắm kìa. Được 1-2 ngày đó. Đến ngày thứ hai là em biết rồi. Vẫn y chang như thế. Ủa sao kỳ vậy ta? Đâu lại vào đó à? Ngày số 1 thì con hát bình thường. Nhưng mà con lì. Nên là cái ngày số 2 là cái ngày đó là con cũng thấy bình thường mà đến tối á con lì, con không chưa ăn xong cái nửa đêm con đói quá con ra ngoài con uống nước, mẹ lấy vải mẹ chặn tủ lạnh lại không cho con mở tủ lạnh ra. Chị hai con đang nằm ngủ á, con gọi chị hai dậy á, con là chị hai bưng vải nặng quá không bưng được, thế là con kêu chị hai đi ngủ đi. Thế là ngày số 2 là con phải xin mẹ cho con ăn. Đi đến trường ai cũng biết là bạn Tâm Đan lớp hồi đó nó học lớp 1. Dạ. Là nổi tiếng lớp 1A. Dạ. Nổi tiếng lắm chị biết sao, ăn chậm quá. Các bạn đi ngủ hết rồi, bạn ấy vẫn ngồi ăn cơm thôi. Bây giờ bạn ấy lớn hơn rồi. Dạ. Thì nhiều khi là có thêm em bé thì trách nhiệm hơn chút. À. Dạ. Mẹ nấu đồ ăn không hợp khẩu vị con. Với lại mẹ hay lười. Cái lúc đó là từ hôm qua là mẹ con bảo là mít ngày mai á ghi dậy sớm sớm từ 5 giờ để mà đi ra chợ Bình Điền đi với mẹ để mẹ mua đồ. Mà cái lúc mà đến ngày mai á, lúc mà con dậy á là muộn rồi mà con không thấy mẹ dậy, xong cái con đi qua con thấy mẹ ngủ khò khò luôn. Rồi cái lúc mà con nằm con đợi xong cái con ngủ gật á tới 8-9 giờ là mẹ con vẫn ngủ. Hiện tại là của anh là xong bao nhiêu phần trăm rồi? Bây giờ chỉ là đợi thịt nó mềm thôi, nó không mềm thì đành chịu chứ sao. Anh có tự tin với cái món ăn này không? Thì cái món này hầu như là anh thấy mấy bạn trẻ cũng sẽ rất là thích. Nếu mà đủ thời gian hầm cho nó mềm thì rất là ok. Nếu mà nấu cái món này thì anh có bí quyết gì để chia sẻ cho các bà nội trợ hay là những người đầu bếp không? Thực sự đối với anh cái món này thì thường là người ta nấu người ta hay xào quá thôi. Nhưng mà anh thì anh chủ yếu là anh áp chảo cho nó vàng, cho cái phần thịt nó sẽ thơm hơn. Lúc nãy em thấy là dầu nóng anh bỏ vô anh áp chảo cho nó vàng. Dạ. Đó thì để cho cái phần thịt mình ăn nó sẽ thơm hơn. Thường có một số người hay bị kỵ cái mùi thịt heo thì cái cách chiên áp chảo trên lửa lớn nha, để giúp cho cái món sườn nó thơm hơn, ngon hơn. Nếu như mà anh phải rơi vào một cái nhà có một cái bé ăn chậm như nhà của chị Diệu Linh đây thì anh sẽ dùng biện pháp gì và nấu những món ăn như thế nào? Đơn giản thôi, đối với những người mà người ta không có thích ăn nhanh, mình cứ để cho họ có vẻ như là đói bụng hơn thì sẽ cảm giác thèm ngon hơn. Chỉ là ăn những cái món nó có cái vị nó hơi chua chua, nó làm kích thích vị giác hơn, cảm giác thèm ăn ngon hơn. Có vẻ là hai cái món ăn ngày hôm nay là chắc chắn là em đoán thôi nha, hai bé cũng sẽ rất là dễ ăn. Bởi vì món của anh Nghĩa là món nước nè. Dù cho bé mít nhà chị Diệu Linh đi có ăn chậm đi thì cũng sẽ rất là dễ ăn. Còn em đang rất là mong chờ, không biết là cái món của chị Diệu Linh ngày hôm nay làm sẽ là món gì đây mà nãy giờ chị cứ giấu giấu nghiến thì sao á.
Trời ơi, em nói rồi, em nói ngay từ đầu luôn á, là cái món này của em á, nó rất là phức tạp luôn chị. Nó phức tạp đúng như kiểu là cái con người của em á. Đúng rồi đó, em thấy chị nãy giờ cũng rất là phức tạp luôn á. Nó phức tạp lắm luôn á. Dạ. Thì bây giờ chị có cần thêm nguyên liệu gì nữa không ạ? Em sẽ cho một chút xíu hạt nêm. Chà, anh nghĩ là cũng gần sắp xong rồi, giờ chỉ cần hầm thịt cho nó mềm thôi đúng không anh? Đúng rồi em. Ồ, anh có cần thêm nguyên liệu gì nữa không? Không, chỉ cần bỏ đậu vô nó là ok. Thế chị Linh nè à. Chị Linh thì mình cho là mình đã xong được bao nhiêu phần trăm rồi chị? Được khoảng độ 70% mới. 70% rồi hả? Đó, bây giờ thấy chưa? Phải đứng đây học thử coi cái bí quyết của chị là gì. Bây giờ chỉ cần cái dầu ăn mà lúc mình cho vô mình chiên sườn á. Dạ. Thì cái miếng sườn nó xe vô, bây giờ mình cho hành vô. Đến khi mà hành nó, tại vì hành nó sẽ chín lâu hơn. Lâu hơn là tỏi, nó lâu giòn hơn thì mình sẽ cho trước. Cái này là kinh nghiệm của em á. Nhưng mà ở nhà chị thường có hay nấu cái món này cho bé Mít ăn không? À, có gì nấu đó. Nên là có thể là ví dụ như hôm nay nha, có sườn. Dạ. Có sườn nhưng mà không có cà chua thì mình nấu theo kiểu này. À, và có cà chua thì mình sẽ sốt theo kiểu chua ngọt. Nhưng mà em thấy chị bỏ hành hơi nhiều á, thì có sợ các bé khó ăn không chị? À không chị, nhà em được một cái là bé rất là dễ ăn, ăn cái gì cũng được. Con em thì bây giờ đang là chuẩn bị đến cái tuổi dậy thì rồi, đang giữa cái khung tuổi mà. Dạ đúng rồi. Nó muốn thanh thiếu niên rồi, phát triển rồi. Lâu lâu về tuổi thì biết đấy. Ở lớp có thích bạn nào không? Bạn nào mà đẹp đẹp trai một tí ấy, này nọ ấy. Bố mẹ kỳ quá. Ủa, tôi không thấy cái gì buồn cười á, tôi không thấy kỳ gì đó. Thì bạn đó đẹp thì mình thích, mình nhìn thôi. Em thì em hay nói với con em á, là sau này lớn lên một chút xíu á, cứ coi mẹ như là bạn đi. Qua những cái lời chia sẻ ban đầu của bé Mít về mẹ đó, thì em có cảm giác là bé Mít rất là, gọi là rất là ngưỡng mộ mẹ nè. Rất là thương mẹ, lúc nào cũng ưu tiên cho mẹ hết. Món anh nghĩ hình như là đã xong rồi đúng không ạ? Đúng rồi, xong rồi giờ đợi cho nó mềm mút ra. Ủa, tới khi nào thì mình sẽ bỏ đậu vào anh? Khoảng bao lâu nữa? Thực sự ra cái này là thời gian ngắn nên tranh thủ anh bỏ đậu cho nó chín luôn. Ra anh muốn là hầm cho nó sườn nó mềm, thật mềm anh mới gần xong khoảng gần 10, khoảng 10 phút nữa thì anh mới bỏ đậu vô. Nó là một cái vị nó hơi chua nhẹ của cà chua. Vẫn có mặn, có ngọt. Trong đây thì anh kết hợp nó có đậu nè, có cà rốt nè, có thịt nè. Đúng quá. Với lại sử dụng một ít bơ như vậy với lại bột mì. Thì anh muốn chủ yếu phần này anh đưa vô cái cà rốt, nó cung cấp nhiều cái vitamin A, kali, vitamin, chất xơ và chất sắt ở trong đó. Đây là một cái món mà gần như em thấy em ăn được nhiều thứ trong đó. Đúng rồi. Từ cái phần nước sốt nè, phần bánh mì, tinh bột để làm cho no nè. Rồi rau củ quả ở trong đó nè. Chị ơi, mình xong chưa? Cái này thật ra là nó cũng xong rồi. Xong rồi. Tùy người thích ăn hành nó giòn giòn một chút. Cái này là em đang đợi để cho cái tỏi nó giòn. Em có nêm một chút xíu đường và một chút xíu nước mắm. Tại vì là theo em nghĩ á, là mình sẽ cho trước thì nó sẽ ngấm hơn. Nó sẽ ngấm vô miếng sườn hơn. Mình có phải trang trí thêm cho nó đẹp mắt không chị? Em thì đóng vai mẹ ghẻ nên là giống như kiểu là xúc chén cơm ra, xong rồi bê đồ ăn ra. Còn về trang trí thì thật sự rằng là có một cái các bé bị thiệt thòi hơn mọi người là vì mẹ quá bận nên là mẹ cũng chỉ bỏ đồ ăn ra, xong rồi mẹ sắp xếp gọn gàng một chút xíu rồi cho các con ăn thôi. Nhưng mà chị yên tâm đi, trang trí chỉ là một phần thôi, quan trọng vẫn là cái món ăn. Bé có cảm nhận được đâu sẽ là món ăn của mẹ mình nấu hay không, nó mới là quan trọng. Em nghĩ là hương vị của mẹ là không thể quên được. Chắc chắn là như vậy rồi. Anh Nghĩa thì hình như đang cũng chuẩn bị múc ra rồi phải không ạ? Đúng rồi, thấy bên kia múc rồi anh cũng phải múc thôi. Sao nè, hai đầu bếp của chúng ta ngày hôm nay đã tự tin với món ăn của mình chưa anh Nghĩa? Thì bây giờ anh cũng đang gọi là tự tin lắm rồi đó. Tự tin lắm rồi đúng không? Bao nhiêu phần trăm rồi ạ? 99.9%. Trời ơi, em cho 100 cho nó tròn nha. Để bỏ cọc ngò để mới gắn 100. đúng rồi anh. Còn chị Diệu Linh thì như thế nào ạ? Chị có tự tin về món ăn ngày hôm nay của mình chưa? Cầm cọc ngò như này mà cũng không biết là nên để như này hay là nên để như thế này cho nó đẹp á chị. Đó. Rồi, em thấy chị để kiểu nào cũng đẹp hết trơn á. Tại vì cọng ngò chỉ là một cái điểm nhỏ thôi. Quan trọng vẫn là cái sườn của chị trong á thì rất là bắt mắt. Mà ngon rồi đó.
Không, nhưng mà em nghĩ là ăn hôm nay là không được ngon lắm đâu, tại vì bị run á. Lại khiêm tốn. Lại khiêm tốn, tỏ ra chuyên nghiệp. Rồi một lát nữa người ta hả lấy nguyên cái tập về vàng mang về nữa đó. Cà ghi. Wow. Sao ba bạn nhỏ, ba bạn thấy hai món ăn ngày hôm nay của mẹ Đảm bếp đỉnh như thế nào? Cái món này nhìn hấp dẫn rồi. Vậy đó hả? Còn bạn Mít thì sao? Ghê nhìn này, nhìn ngon. Thế bạn nghe sao? Còn bạn Minh Anh thì sao? Không biết nói gì hết ta. Giờ chắc phải ăn thử đúng không? Rồi bây giờ mình có hai sự lựa chọn, một là mình sẽ ăn với bánh mì và một là mình sẽ ăn với cơm. Các bạn muốn ăn món gì trước và ăn với cái gì, nói đi để chị Lộc lấy giùm cho nè. Con ăn con ăn ơi anh khôi, anh khôi nhường cho con gái nói đi. Thôi ăn cơm trước. Ăn cơm trước với gì? Ăn cơm với cái gì nè? Với cái này. Ăn cơm với sườn đúng không? Đây củ khoai nè, thật là hấp dẫn. Mời ba thực khách hãy thưởng thức xem món ăn đầu tiên của chúng tôi như thế nào. Con để ra ngoài rồi con. Ăn sao mà biết sườn. Từ từ thôi ơi, không thể ăn được. Sao mít? Ngon. Ngon quá hả? Mình thấy cái vị như thế nào? Đạm mặn mặn. Mặn mặn nè. Nãy gì nữa? Dạ cả lá. Mặn mặn thôi. Mà lúc đầu hình như là Mít yêu cầu là phải chua chua, đắng đắng. Mặn mặn, đắng đắng nữa đúng không? Đúng không? Mùa này làm sao ta? Ăn thử lạ tiếp lắm. Sao sao? Sao Minh Anh? Mất luôn cái vị ngọt. Mất luôn cái vị ngọt. Không có vị ngọt hả? Đây bánh mì đây, các bạn có thể dùng bánh mì để chấm thử cái nước nha. Rồi, xin mời ba bạn thử món sườn hầm đậu như thế nào. Cái này là gì đó? Cái đó là khoai tây. Dạ. Thôi ăn, không thấy sao? Có vị chua luôn. Có vị chua luôn. Hay cha, hay vậy ta. Có vị gì nữa không? Hơi ngọt nhẹ. Hơi ngọt nhẹ luôn. Wow. Sao Minh Anh? Có vị ngọt. Có vị ngọt, đúng ý rồi. Đúng khẩu vị rồi. Mít ơi, sao? Mình thấy sao? Ăn đậu. Dạ. Có vị gì nè? Chua chua ngọt ngọt nè. Dạ. Chua chua ngọt ngọt. Mà hình như yêu cầu ban đầu của ba bạn là phải chua chua ngọt ngọt và mặn mặn đúng không ạ? Đúng. Ba bạn thì sao nhờ? Thưởng thức xong rồi phải cho chị Lộc cũng giống như là hai đầu bếp ngày hôm nay biết được xem là món nào ngon nhất nha. Bạn Minh Anh muốn nói 5 điểm cho món sườn hầm đậu này. 5 điểm. 9,5 điểm. 9,5 điểm. Wow. Rồi Mít cho món sườn này. Dạ 8 điểm. 8 điểm. Còn Khôi cho 7 điểm rưỡi. Món này cho 7 điểm rưỡi. Thấy bánh mì ngon nhất. Thế thì còn món sườn xào bao nhiêu điểm? Dạ 10 điểm. Dạ 10 điểm. 10 điểm luôn. Mặn chua ngọt có hết. Đúng rồi, ngon. Ngon lắm cô. Vậy thì còn Minh Anh? Trung bình. Trung bình. 6 điểm. 6 điểm món sườn. Chà chà chà. Ây chà. Ai bắt đầu căng thẳng rồi đây. Vậy thì ba bạn hãy đưa ra quyết định xem trong hai món này món nào là món ăn ngon nhất của ngày hôm nay. Vì sao? Dạ bên đây 9,5 mà. Vì sao Minh Anh cho là món sườn xào ngày hôm nay ngon nhất? Cái thịt này nó có mùi vị hơn cái thịt bên kia.
Với lại cái thịt này là kiểu nó có cảm giác như là bị nóng. Cái thịt nó đậm đà hơn, cái thịt này với lại cái sốt nó ngon hơn. Ba bạn dự đoán món nào là món của đầu bếp A Lê Nghĩa và món nào là món của mẹ Diệu Linh? Tôi sẽ cho một phút để suy nghĩ và đưa ra đáp án cuối cùng. Hay hành nãy bởi vì món ăn được bình chọn là ngon nhất sẽ được một giải thưởng giá trị nhất từ chương trình Mẹ Đảm Bếp Đỉnh. Đó chính là một chiếc tạp dề màu vàng. Màu vàng. Không có gì vàng thì giờ nói nha. Lúc đầu Mít có gợi ý là mẹ của Mít trang trí không đẹp đúng không? À, có không Mít? Ở nhà thường mẹ có trang trí không? Nấu ăn dạ có trang trí không? Mẹ múc đồ ăn xong cái mẹ bỏ vô thôi chứ mẹ không. Ôi, anh ấy gõ gạn này tinh tới thôi mà đúng không? Người ta gửi bên này bên kia gõ gạn. Không, biết đó là mấy cộng ngò làm nguyên. Không, không, người ta gửi bên này bên kia một bên. Nhìn giống kiểu đi ăn nhà hàng. Thôi, được rồi. Cứu con. Các bạn quá là tinh tế và các bạn quá là thông minh. Bây giờ, hãy trả lời món ăn nào được ba bạn mình chọn là món ăn ngon nhất ngày hôm nay. Sau khi hiệu lệnh 1, 2, 3 của chị Lộc thì ba bạn sẽ chỉ vào món ăn đó nha. Rồi, sẵn sàng chưa? Và món ăn ngon nhất ngày hôm nay sẽ thuộc về đầu bếp. 1 2 3 Mẹ chưa nói dù mà chị thấy đó, chứ vậy thì dĩ nhiên là cái tập về này sẽ thuộc về mẹ đó. Hay quá, bây giờ chị Lê Lộc xin mời ba bạn nhỏ lên đây đeo tập về cho mẹ Diệu Linh nha. Để đi coi là mẹ chi chi xấu hơn à. Nhưng mà mẹ làm ngon hơn thì là của mẹ. Là mẹ trang trí xấu nhưng mà mẹ làm ngon hơn. Đúng rồi. Mẹ là đất nhà mẹ phải nấu ăn ngon chứ. Rồi bây giờ xin mời. Wow, giờ đẹp quá. Không, thắc mơ, thắc sáng thì thắc mơ. Thắc mơ, thắc mơ. Anh chị Nghiệp Y. Nhưng mà nói nghe nè, mình thấy các con thấy chú đầu bếp buồn đúng không? Chú buồn không? Thấy cái mặt chú gì nè? Căng thẳng. Căng thẳng. Thì bây giờ mình phải làm sao cho chú không buồn? Bây giờ nếu còn trăm trường hợp đó được á, có thêm thời gian sẽ thử dụ chú nữa. Món này cũng được, coi chú cười lên với chú cười lên. Thắc chắn con chú. Thắc mưa, thắc mưa. Đây nghĩa là thắc món này ngon. Đây nói là món của anh vẫn là món ngon. Nhưng mà do không có thời gian. Đúng thôi. Rồi, cái thịt nó chưa có được mặn mà lắm. Nếu nó gã nữa chắc món cũng được. Chú rất là cảm ơn tụi con đã cảm nhận được một cái mà chú không bao giờ có được, đó là tình cảm của mẹ dành với lại cho những người trong gia đình. À, Mít ơi, ngày hôm nay mình đã cảm nhận được hương vị của mẹ mình trong món ăn rồi. Mít có điều gì muốn nói với mẹ không? Con cũng không biết nói cái gì nữa nhưng mà mong là mẹ sẽ nấu nhiều món ngon hơn, hợp vị hơn. Thật ra Mít chỉ có một cái điểm yếu là ăn quá lâu rồi, mẹ chỉ cần Mít ăn nhanh thôi. Ngày nào ăn cơm cũng phải để cây roi bên cạnh thôi anh. Đó, gọi là món tráng miệng. Đó. Nhưng mà mình là biết phải ăn thật là nhanh. Vậy thôi à. Ngày hôm nay chị Lê Lộc cũng thay mặt cho chương trình Mẹ Đảm Bếp Đỉnh chúc mừng hai mẹ con của bạn Mít đã giành được một chiếc tập về món về. Wow. Đúng như là anh đầu bếp A Lan Nghĩa có chia sẻ là khó mà tìm được cái hương vị của mẹ mình trong mọi bữa ăn, đúng không ạ? À? Chính vì thế đó cũng là cái mong muốn của chương trình mang đến cho tất cả quý vị khán giả. Bữa cơm gia đình có hương vị của mẹ, có hơi ấm, có đôi bàn tay của mẹ làm nên những món ăn thì chắc chắn rằng bằng một cách nào đó các con cũng sẽ cảm nhận được giữa vô vàn các món ăn ngon thôi. Và xin cảm ơn đầu bếp A Lan Nghĩa, bạn Khôi nè, bạn Minh Anh nè, bạn Mít nè và đặc biệt là mẹ Diệu Linh đã tham gia chương trình Mẹ Đảm Bếp Đỉnh ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.